Con rắn vàng. Ây, trời ơi, thời tiết cứ hạn hán kéo dài như thế này thì cả làng khép đói hết mất thôi. Đất rắn như đinh thế này cuốc đến bao giờ cho xong? Cái gì thế nhỉ? Trời, ở đây có một hang rắn, con rắn mới to làm sao? Phải đi nhờ người chuyên bắt rắn tới bắt giúp mới được, lại chẳng được một bữa chả rắn ngon tuyệt cả. Chết mà không được, con rắn to thế, khéo là rắn thiên cũng nên. Không phải tự nhiên mà nó lại làm tổ ở ruộng nhà mình, nhỡ nó là rắn thần thì sao? Mô Phật, con lại thần rắn, đa tạ thần rắn đã ngày đêm cai quản ruộng nương đất đai cho gia đình con, từ nay hằng